Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhé. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, Phương ơi. Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá, bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xoong nồi rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này, rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho em là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên thì em là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000, lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, Made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, còn con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bạn này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc mọi thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40 kích thước của nó sẽ là đi 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20, 25, 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng để mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền vào đây, nó sẽ có bánh con đây. Rất là tiện các bác này. Đấy. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng bằng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá, 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn, ôm form, ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá, 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó, chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form, ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây, có kèm pin cho các bác luôn. Một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó, có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy. Chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá. Thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bạn này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. 90k cho cái chuột không dây như này nhá. 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ nhá. Đây. Đấy. Bộ rổ vuông như này nhá. Một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Đấy, tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây. Tẩy sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này. Rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2. Cái lau bếp này 25 à? Lau bếp này 25 à? 25k nhá. Lên cho em là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đây. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhá. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên cho là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy, mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây. 60.000 cho cái bộ bao hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ bao hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em. Lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây, mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ trùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt, cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy, các bác lắp vào này. Đấy, đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng made in Japan này. Đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu triện của Nhật này, made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, đó, rất sắc bén luôn. Cắt cành to, cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này. Bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy. Một cái hệ thống ống như này. Kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này. Rất là tiện luôn. Các bác này. Chậu rửa bát. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Hàng có tiện dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó. Qua theo. Rất là tiện luôn. Bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát. Rất gọn gàng và tiện dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này. Xong các bác bấm ra này. Mình có thể đựng điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá. 30k thì cái túi đựng điện thoại như này thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi đựng điện thoại 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à? 40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000.
Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90.000 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng các bác cho nước vào đây chị em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy. Các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây chị em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra sau đó thì cho nước vào đây chị em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn. Không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao. Bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em. Gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm như này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30.000 một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam các bác chỉ cần đặt lên như này cho em. Vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi. Uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này, 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó, chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Và cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên theo là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k cho con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn, cơ số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisavilla, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy các bác theo đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy, mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi, rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật, nguyên đai nguyên kiện như này nhá, made in Japan các bác nhá, made in Japan, 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh. 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 3 42 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây
dây điện của Nhật nhé, dây điện của Nhật này. Đó, thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhé. Đấy, hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là, dây này là dây 2.5 nhé, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây, Japan CU các bác này, đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5 dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Anh em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. Cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái như đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận mà nhá. Đó. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 thôi nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà. Rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cho cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Đây cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa,
nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nha. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 chứ em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nha. Đây anh chị em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nha. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1,5 lít nhá. Hàng 1,5 lít. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây. Đấy các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau, dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 à? Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên thêm là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của tăng như thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác theo. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi về bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cái này chống đau lưng nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá, giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này. Giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 30-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp. Giá chỉ có 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi, 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song, đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kèm theo cú ship và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá, băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bạn, còn nguyên kiện như này, nhưng mà cái này thì nó không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Denka này. Made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên một cân nhá. 80k trên một cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có rồi. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận. Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này. Đó, 5k. Quận nhỏ là 5k, quận to là 10.000. Đây. Đấy, nó một gấp đôi luôn. Quận nhỏ 5k, quận to là 10k và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1kg nhá. 80k trên 1kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó. 80k trên 1kg nhá. 1kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Băng dính cũng đủ màu luôn. Đấy. Màu đen, màu xám, màu trắng đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nha. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nữa là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên nha, là tô vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải cái bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp, hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá, các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về nhà mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng kiếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy, thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy. Đây. Con 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7m rưỡi, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7m rưỡi 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội nhá. Thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này. Giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy. Ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn các bác, kể các bác bụng bự, mét 2 mét 3 cũng ok hết nhá. Mét 2 mét 3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này. Giá sẽ là 70k nhá. Lên cho em là thắt lưng dù lỗ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ ông già nhá. Mũ ông già như này. Giá này sẽ là 105k nhá. 105k cho cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đây các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt như này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào cho em, rất ấm luôn. Thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy. Cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá. Sớm đi. Đấy, các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá, mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen. Thì con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho bạn xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá. Trời nắng trời mưa đều được hết. Hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình cũng rất là tốt luôn. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là mũ nồi có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn.
Đấy, ôm form ôm dáng. Đấy, đầu nào cũng đội được hết nhá. Lên cho em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp. Bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài. Hàng của Nhật nhá. Đấy, đá mài. Có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à, màu vàng này là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá mài như vậy. Thì có ai biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à, vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho máy nhá, cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000, vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em một chai Coca này, hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, 35.000. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh nhá. Mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này, công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi, 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130k thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên cho em là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea. 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. 220.000 một hộp đây. Trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này, hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá. Đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn, hoặc pha nước uống cũng rất là ok, nó gọi là trà sâm nhá, của Hàn Quốc. 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea. Đây, made in Korea. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả, hàng nhái, ok nhá. 220.000. Lên cho em là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá. Đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị mép sách nhá, quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam 110.000 cho một con túi nam như này. 110k. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Đây, nó cũng khá là nhiều ngăn luôn thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Ở đây nó sẽ có một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20, và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó vào khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm thiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này.
bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100 cành thôi. 100k nhá. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhá. Mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhá. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhá, 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy. Chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhá, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp. Giá sẽ là 30.000 một bịch này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này. Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy, là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm nó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng nha bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc, xìa rất là dày dặn luôn. 60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10cm, chiều rộng vào khoảng 7cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một vỉ đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá. Giá 60.000 thôi. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng. Giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho 4 chiếc kéo vàng hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho 4 chiếc nhá. 100.000 cho 4 chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn, hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bác này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây, rạch đi bóng còn đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có, con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đây các cái tập đoàn của Samsung các thứ này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu, lái xe này, hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói, còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật, con này thì chống viêm, níu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 246 chiếc luôn. 246 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá, cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 cho một chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này nha, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhé. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhé. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi. 70k cho một con cân treo như này nhé. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 20-30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bạn này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bạn này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo, hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đây là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó.
đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên theo là cân treo nhá, giá của nó sẽ là 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu, chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy. Lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này, tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này. Đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này. Thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay, các kiểu con này điều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên cho em. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành như cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc như này. 31 lọ kem, một lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k cho một con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cân được đa chức năng nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, 90.000 một con cân như này thôi. Có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy, điện tử báo pin biết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây, tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này về chế độ là gam nhá. Về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2 gam này các bác nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Cân 5 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này, rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bác thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá, cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá, made in Japan 170.000. Lên cho em nó hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá, 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150k. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cái ổ sạc nhanh như này, 150k nhá. Đấy. 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em về cho bác đó là bên shop về cho các bác một cái con máy này. Đó. Con này nó sẽ là một cái dòng đây. Máy xay tiêu nhé. Đây nó sẽ là một con máy xay tiêu tự động các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là sử dụng 6 quả pin con thỏ nhỏ như này. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, 6 quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình lắp cái phần này vào này. Đấy, lắp cái phần này vào. Đây, ở đây thì nó có cái mũi tên này các bác sập vào cho em này. Và cái phần thủy tinh này là để các bác lắp tiêu vào đây nhá. Lắp tiêu vào đây. Đó, các bác cho tiêu vào đây cho em. Cho tiêu vào phần thủy tinh này và nó sẽ chảy xuống đây và nó sẽ xuống cái đầu có đèn này. Thì nó sẽ là hàng tự động không nhá. Bình thường các bác để đứng như này thì nó sẽ không chạy này. Các bác lật nghiêng như này là tiêu nó rơi xuống và nó sẽ tự xoay và tiêu nó sẽ văng ra ngoài này. Rất tiện luôn. Đấy, khi nào các bác dùng nhá, khi nào các bác ăn thì các bác chỉ cần là nghiêng như này thôi là nó sẽ tự xoay và nó chảy ra ngoài. Thì lúc nào nó cũng giữ được mùi hương hương vị thơm và ăn đến đâu xay đến đấy. Nghiêng như này là nó sẽ rơi ra này. Đấy, dựng đứng lên là nó tắt này. Nghiêng này nó sẽ tự xay nó rơi ra. Đó. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, một con máy xay tiêu chất lượng như này. Đấy, bên trên thì bằng inox, bên dưới bằng thủy tinh nhá. Máy xay tiêu giá sẽ là 80k cho con máy xay tiêu như này nhá. 80.000. Đây, các bác xem cái video thực tế của em luôn. Đó. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem nhá. Nếu trong diện bếp của các mẹ đây. Với động cơ dùng 6 pin mạnh mẽ, máy có thể xay nhuyễn các loại gia vị khó nhằn như muối hột một cách dễ dàng. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Dễ dàng, thao tác cực đơn giản, chỉ cần cho gia vị cần xay vào trong ổ đun và lắp vào thân máy. Đấy, các bác cho gia vị vào cho em này, xong đó thì lật nghiêng lên là tự nó sẽ đẩy tiêu ra này. Đấy. Đó, đây. Đây, ở đây họ đang bán là tới 229.000 này các bác này. 229.000 mà bên shop em bán chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 thôi nhá. Đây. Đấy. Máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, lật nghiêng này là nó sẽ xay này. Có cả tia cực tím để khử khuẩn các thứ luôn, rất là an toàn nhá. Đấy. Giá chỉ có 80 cành cho một con máy xay tiêu này thôi. Tiếp theo thì bên shop có một số mã thanh lý này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con hút bụi thảm này. Đấy, con hút bụi thảm. Con này bên em đang bán là 280.000. Đấy, con này thì nó sẽ là mất hộp, thanh lý cho các bác với giá đó là 150.000 nhá, 150.000. Hàng bị mất hộp nhá, hàng mất hộp thanh lý 150.000. Còn con này bên em đang bán nguyên bản của nó sẽ là 280.000 cho một con máy hút bụi giường như này. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Hút rất là khỏe luôn. Đó. Con này bán thanh lý 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop có con máy cạo râu Zandu này. Con này thì em đang bán với cái giá đó là 90.000. Con này thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Hàng này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con cạo râu Zandu thanh lý này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái con sạc không dây này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Hãng RAV Power này. Đó. Hàng này thì sạc không dây các bác chỉ cần cắm nguồn vào cho em, sau đó thì đặt cái điện thoại lên đây. Đấy, đặt điện thoại đây là nó sẽ tự sạc nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác con này là 250.000, thanh lý cho bác 150.000 cho con sạc không dây như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Sạc không dây thanh lý nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn đọc sách này. Đấy, đèn đọc sách như này. Là bằng cảm biến này các bác này. Đấy, cảm biến như này. Có 1 2 3 chế độ như này nhá. Lên cho em là đèn đọc sách này. Con này là 150.000, cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Có một con duy nhất thôi, có 3 chế độ sáng. Các bác kẹp vào quyển sách như này cho em, sau đó thì mình gập vào như này. Đấy, các bác nhỏ có tí tuổi rồi thì dùng con này rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 150.000 cho con đèn đọc sách như này nhá. Và một cái bộ củ sạc như này nhá, bộ củ sạc của Samsung Type C như này.
Đấy, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 thì cái bộ củ sạc như này, bao gồm cả củ cà dây như này, 30.000 các bác nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa, chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần bật lên cho em này, đấy bật lên. Đấy mình để như này, bình thường thì nó sẽ là không kêu và khi mà mình tách rời nó ra thì nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cái quả pin, về nhà các bác lắp tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Ở đây nó sẽ có cái phần cản pin, tháo ra cho em. Đó, tháo ra. Đấy và các bác sử dụng thôi. Đấy nha, các bác để vào như này này. Để vào này thì nó sẽ không kêu này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, để này thì sẽ không kêu. Bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Đấy, thì khi mà mình dán vào hai cái mép cửa nhá, dán vào hai mép cửa. Đó, buổi ban đêm trộm nó chỉ cần là kéo cửa ra cái là nó kêu luôn. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Kêu rất là to luôn. Đó. Thì khi mà trộm nó thấy cái tiếng kêu này là nó sẽ bỏ đi luôn. Đó. Thì lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cái chuông báo trộm như này nhá. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30k. 30k ra cái chuông báo trộm như này, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái găng tay thức ăn này. Đấy. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó là ni lông lụa nhá. Ni lông tinh lụa. Đấy. Rất là mềm và dẻo dai. Thì tay đàn ông của em to như này mà đi cũng vẫn vừa hết nhá, và rất là ôm tay luôn. Thì các bác cứ đi vào cho em là xong. Đó, các bác đi chậm rãi vào cho em là xong. Đó đây các bác này. Đấy. Ni lông lụa rất là ôm tay luôn, thì các bác có thể dùng để mình bóp nem, bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. Găng tay thức ăn giá sẽ là 20k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khăn mặt này. Khăn mặt một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55k cho một bịch 10 chiếc như này. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20.000 cho 20k. 20k là được ba cái thôi, còn 55.000 một chục luôn. 55.000 một chục các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Tên cho em là mỏ hàn thiếc xanh này, mỏ hàn thiếc xanh như này. Công suất của nó sẽ là 60W, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. 60W có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Đấy, và có kèm cho các bác là một bộ mũi thay này, một cái cuộn thiếc và một hộp nhựa thông như này, combo đầy đủ cho các bác. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ mỏ hàn thiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là mũ đại bàng nhá. Có mũ đại bàng này thì giá của nó sẽ là mũ đại bàng bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho cái mũ đại bàng như này nhá. Đấy, mũ đại bàng này, hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ, mũ đại bàng rất là đẹp luôn, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái mũ xanh và mũ dàn di nhá. Mũ xanh và mũ dàn di. Đấy, hàng đều của Mỹ hết. USA của Mỹ này. Mũ xanh và dàn di này thì đều giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 một chiếc. Đấy, còn mũ đại bàng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mũ đại bàng thì 90.000, còn mũ xanh và mũ dàn di thì đều là 65.000 một chiếc nhá. Các bác lấy mũ nào thì lấy nhá. Đó. Hàng thì đội ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Hàng của quân đội Mỹ, USA. Đấy, USA Army. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng này. Đấy, cái này thì các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn, chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Giá thì sẽ là 30.000 cho cái gắp nóng như này. Đấy, lên thì em là gắp nóng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, 30.000 cho cái gắp nóng như này các bác nhá. 30.000 để các bác gắp chiên, rán, xào, nấu, rán cá, rán kiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Đồng hồ đo vôn ampere này, các bác về chỉ cần bật lên cho em là xong. Đấy. Đồng hồ vôn kế nhá, lên cho em là đồng hồ vôn kế. Con này thì các bác đo vôn, đo ampere rồi đo các kiểu đo được hết nhá. Đấy. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi, 100.000. Có sẵn tích hợp pin cho các bác rồi, sẵn tích hợp pin rồi. Đó, và có cả đầu đo như này. Về nhà các bác đo vun, đo ampere các thứ đều ok hết. Giá chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là đồng hồ vun kế nhá. Đồng hồ vun kế. Giá sẽ là 100.000. Đấy, có sẵn dây đo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đồng hồ vun kế. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đồng hồ vun kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này giờ cho vào đây à. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái gắp như này. Đấy, một cái gắp này các bác có thể kẹp vào bát, kẹp vào đĩa thì mình ngửa lên, kẹp bát thì mình úp xuống này. Còn cái này chuyên để gắp đĩa này, gắp đĩa và gắp cái khay nóng hấp này. Đó, và có cho các bác là hai cái lót tay như này nữa nhá, hai cái lót tay này nữa. Giá thì sẽ là 50 cành. 50 cành cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Cái kia là gắp nóng, còn cái này là gắp bát đĩa nhá. Đấy, thì con này sẽ là đa di năng hơn.
lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000 cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đó, các bác dùng tay như này thì rất dễ đổ vỡ nhá. Đấy, gắp bát gắp đĩa rất là ngon lành luôn. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, bộ gắp bát đĩa giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái các bác lên cho em đó là đầu. Các bác lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái xi lanh như này để các bác bơm này. Đó. Về nhà các bác có chai Coca, chai nước lọc rồi các cái loại chai đều vừa hết, cái gioăng này nó là gioăng phổ thông nhá, cái gen này là gen phổ thông vừa hết luôn. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu cái gen cho em, đầu cái chai Coca, chai 7 áp cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây đây nó sẽ có đầu bét để các bác điều chỉnh để mình tưới cây phun xương này. Đó. Giá sẽ là 35.000. Các bác khỏi phải mua một cái bình to rất là bất tiện nhá. Đấy phun thuốc trừ sâu này, tưới hoa, tưới lan đều được hết nhá. Đấy lên cho em là đầu phun thuốc nhá, đầu phun thuốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này, 35k trong cái đầu phun thuốc như này rất là tiện luôn. Đấy, giá chỉ có 35k thôi. Về nhà lúc nào mà các bác lắp vào cái chai Coca. Đấy, đây các bác này, về nhà các bác lắp vào cái chai Coca cho em. Đó, cái chai Coca này là vừa in luôn. Đấy, xoáy vào. Sau đó thì mình bóp như bình thường. Đó, đẩy như bình thường thì lấy khí này. Sau đó thì mình xịt thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Xịt tưới cây rồi phun thuốc trừ sâu thứ nó rất là tiện. Đó, rất là tiện luôn, đầu bét có thể điều chỉnh này. Các bác chỉ cần mua mỗi cái đầu vòi này của em là xong. Mua mỗi cái đầu vòi này thôi, nó tiện lắm. Về nhà sau đó thì về nhà các bác lắp luôn một cái chai Coca, nó tiện hơn nhiều. Mà giá thì ưu đãi hơn, chỉ có 35.000 thôi. Bây giờ nếu mà các bác mua một cái cả một cái bình tưới cây nó sẽ mất thằng 100.000 đến 200.000. Đấy, mà đã không tiện ích. Còn cái này nhỏ gọn, các bác dùng xong thì mình có thể cất đi. Đó, rất tiện luôn. Đấy, một cái đầu phun thuốc như này. Lên cho em là đầu phun thuốc, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đầu phun thuốc này, 35k thôi. Đầu phun thuốc. Giá rất ưu đãi cho bác luôn, đầu phun thuốc. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho cái đầu phun thuốc như này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giá to rộng như này, người từ 70-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân nên rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn, không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dễ dọn đi, đấy, thoải mái luôn. Đấy, ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Ôi, ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây, cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 nhân 116 x 98 x 83. 116 này, chiều sâu 116 này.
Đấy, chiều dài rộng, rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62, 62, 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô, tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật, tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi, vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Thì các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chấn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhỉ? Đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác thấy không? Lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90k cho con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000, còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay. Treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm. Rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không tích điện được thì về nhà các bác tự sạc qua cho em nhé.
tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi. Về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết hết điện rồi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 sen là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 sen là tự ngắt. Nên ra là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu wifi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy. Tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy. Lên cho em là đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2 3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thành như này, các bác bóc cái này ra sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đây các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy bóc cái màng ra. Bóc cái màng ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếc nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện
từ điện ắp quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắp quy, kể cả ắp quy xe máy, các bác tháo ắp quy xe máy ra, tháo cái ắp quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích nhân điện 220 dùng để sạc. Giết các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000, cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin và là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây. Lấy dây tai bằng đèn con này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái. Còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây. Nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này, 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304, dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá. Cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ động gạo ở đây. Rồi ok. 75.000. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à. Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá. Còn Rolex thì của nó sẽ là 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. SK Orin nhá, SK Orin. Mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này. Đấy, thắt lưng thanh lý. Này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhá, hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn, giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên cho em là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi.
Đấy, một dòng thì 190 một chiếc, mà một dòng thì 100 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À 190 một chiếc, còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này. Mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này. Made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000, mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn, chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn, cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc tiếc các bác bị khó này, ổ khóa với các bác xịt vào cho em. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng xếp nhá. Đây. Bóng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 m, còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 m. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp, giá kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội, võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây, có túi đựng này. Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 m, và nguyên cái phần võng này khoảng 1 m 8 này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên trên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90.000. Đó, sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu tới 200 độ C này. Đó, 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia đũa inox nhá. Đũa inox của Đức 55.000 cho một vỉ như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức, 55.000 một vỉ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một vỉ đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này, khò ga trắng là 50.000, còn khò ga đại hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tăm nước như này nhá. 160.000. Đấy, nó bơm cực kỳ là khỏe luôn, và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tăm nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, nó sẽ hút nước này, và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tăm nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai đầu như này. Hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây, hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá. 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này, hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này. Hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Hàng đựng trong hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này, và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây, con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy, các bác xem đánh vào các bác tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó,
nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia vắt cam bằng tay nhá, vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này, đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ qua này, sau đó thì mình vắt này, vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn, 70 1m2 nhá. Đấy, 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy, 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm lên người thoải mái luôn. Đó, mỗi khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đó, thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đây, sáng bóng đẹp nhá. Đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, ít có thoát nước nhá. Đó, ít nước có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó, dọc dây bóng thoải mái luôn. Các loại giấy luôn qua này. Đó, rất là ngon luôn các nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nha, dài khoảng 20 cm nhá. Con dao thái này, đây. Dọc dây bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, các bác theo. Đây. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này. Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này. Ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là
gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ thế này, một con dài một con nhỡ thế này. Đấy, một con to một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên Thái nhá, bộ dao chuyên Thái. Có lên cho em là dao chuyên Thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên Thái nhá, bộ dao này. Chuyên Thái, bộ dao chuyên Thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đây. 150.000 cho bộ dao chuyên Thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ này. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này, đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đấy nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này, đó. Đây. Rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi. Nhỏ gọn tinh tế. Chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 con dao, cái kéo là 4, cái liếc là 5 và cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng lại thắc mắc là sao có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dặn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây, to dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120k nhá. 120k cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy, giá chỉ có 15k thôi. 15k cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Chào các bác, hôm nay em thanh lý cái đôi giày sục của nữ nhá. Nó rất là đẹp luôn. Cỡ 40. Bác nào nữ đi vừa cái giày sục 40 này thì em thanh lý cho các bác với giá 100.000 thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Đế cao su, cực kỳ mềm mại và êm luôn. Đó. Hàng rất là đẹp này. Savato. Giá thanh lý 100.000, 100.000 cho cái đôi giày nữ như này. Tiếp theo là cái
Thunder Zandu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là máy cạo râu, máy cạo râu Zandu. Con này thanh lý cho các bác với giá là 30.000, hàng vẫn dùng ngon lành đó nhá. Đó. Hàng vẫn dùng ngon lành, thanh lý 30.000 nhá. Đấy 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cáp sạc này. Đấy chân cắm sạc này luôn và nó sẽ có cả một cái đầu Thunder đây. Thunder để các bác Thunder cạo những cái râu dài này. 30.000 cho cái máy cạo râu này nhá. Còn giá hàng xịn thì sẽ là 90.000, còn hàng này hàng thanh lý, giá của nó sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đọc sách này. Đây. Đấy, con này đèn đọc sách có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đó. Thì con này các bác có thể kẹp trực tiếp vào quyển sách này để mình đọc này. Đó, và nó có thể ngoắt nghéo được như này. Bác nào cần trợ sáng để đọc sách, hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Thanh lý cho bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, nó có pin tích cắm sạc. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cho các công việc đều được hết nhá. Nói chung là có ánh sáng để cho các bác sử dụng. Đó, về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Tiếp theo là đến cái xích chó này. Xích chó thì em còn hai cái nữa. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc xích chó như này thôi. 15k một chiếc nhá. Giá thanh lý nốt 15.000 một chiếc, chất liệu bằng inox 304, sáng bóng đẹp, 15.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là cái một cái mẫu cà lê như này các bác này. Một cái mẫu cà lê như này, đầu của nó là 3-8 và đầu của nó là 8-17, tức là đa chức năng luôn. Đấy, cà lê đa năng như này nhá. Thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một con cà lê đa năng như này. Lên cho em là cà lê đa năng 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái chân cắm sạc đây. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 cho một cái chân sạc như này. 10.000 một cái chân sạc này các bác nhá. 10.000 cho một cái củ sạc như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã còi cứu hộ. Bao nhiêu nhỉ? 25.000 cho một cái còi cứu hộ như này nhá. Con này thì thứ nhất là còi này, la bàn này, cập nhật cả nhiệt độ luôn nhá. Có cả còi, cả la bàn, cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đó, còi cứu hộ như này nhá. Có quai đeo. Lên cho em là còi cứu lộ, cứu hộ 25.000 các bác nhá. 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Kéo thì em sẽ có cho các bác là kéo cắt gà của Đức. Đây, con này hàng của Đức này. Con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000. Con hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000. Đấy. Con của Nhật này thì nó to, dày dẫn, chắc chắn hơn. Còn độ sắc thì như nhau thôi. Đó. Con này thì sẽ là 120 nhá. Và con này là 90.000 nhá. 90.000. Đó. Tiếp theo thì kéo bếp thì sẽ có cho các bác cái kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng này thì sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc và các bác mua combo thì 100.000 4 chiếc nhá. 100.000 4 chiếc. Đấy, 100k sẽ là bằng 4 cái luôn, 4 cái. Còn 30k trên một cái nhá. 30.000 một cái, 100.000 4 cái kéo bếp vàng, hàng của Nhật đây. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con kéo khui bia nhá. Cầm cho anh hai cái mấy cái kéo thanh lý này. Kéo khui bia như này. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái kéo 10.000 đấy. Có cái phần này khui bia này, phần khuyết để các bác cắt gà, cắt cá này. Có kẹp cua ghẹ mở nắp chai này, có cả đánh vảy cá này. Con này cực kỳ là đa năng luôn. Lên cho em là kéo khui bia, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị dán các bác nhá. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ là 6 viên và một túi này là 12 viên. Chuyên trị các loại dán này. Đấy. Nốt kéo thì nó sẽ là đây, con kéo này thì sẽ là 10.000. Đấy, 10.000. Đấy, con này sẽ là 10.000 nhá. Tên của nó là cái gì? Con này thì dài là 15 cm nhá. Các bác lên cho em là kéo 15 nhá. Kéo 15, con này là 10.000. Con này thì sẽ là kéo 21, con này thì nó sẽ là dài 21 cm. Hàng thì đều là hàng siêu bén hết rồi nhá. Hàng siêu bén hết rồi. Đó, hàng bãi Nhật. Con này thì sẽ là kéo 21 này. Kéo 21 này thì sẽ là 15.000. Còn con kéo 15 này thì sẽ là 10.000 nhá. 10.000. Đó. Thì bên em đang có các loại kéo như vậy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc trị dán này. Đây. Đấy, thuốc trị dán này. Chuyên trị dán này, dán mẹ, dán con, dán tổ, các loại dán đều trị được hết nhá. Đấy. Thuốc lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán hàng nội địa của Nhật. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp thuốc dán như này. 50k. Hàng made in Japan, hàng của Nhật nhá. Thuốc dán 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vỉ khăn rửa mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt. Một vỉ này của nó là 50.000 và 20.000 ba chiếc. 20.000 ba chiếc và 10 chiếc là 50.000 nhá. 10 chiếc là 50.000. Giá hợp lý cho bác luôn, khăn rửa mặt. Kích thước của nó sẽ là
30-50. Đó, chất liệu bằng bông tự nhiên. Đấy, một chiều 30, một chiều 30 và một chiều 50 nhá. Một chiều 30 và một chiều 50. Đó, một chiều 30, một chiều 50 như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thấm hút nước tốt nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một vỉ nhá. 50.000 một vỉ. 10 chiếc luôn, 50.000 vỉ 10 chiếc. Máy xay khô. Con này thì chuyên để các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc. Xay khô nhá, không xay nước được đâu. Đấy, con này thì chuyên để xay khô thôi. Công suất của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó thì nó vào khoảng 700ml nhá, 700ml. Đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, thân bằng inox 120.000. Đây. Công suất của nó là 250W, điện 220V, 50Hz. Các bác có thể xay các loại hạt đỗ, cà phê, ngũ cốc, các loại hạt đều ok hết. 120.000. Tăng đơ Philips 170.000. 170.000 cái con tăng đơ Philips như này. Đó. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là combo một tăng đơ, một đốc sạc và bộ cữ như này. Có cả dầu tra rồi nhớ đàng hoàng. Máy chạy cực kỳ là ngon. Ngon đầm êm các bác nhá. Đó đây. Các bác bật công tăng lên là chạy thôi. Đó. Rất là ngon nhá. Hàng chống ăn da nhá. Chống ăn da các bác động và thoải mái luôn. Đấy. Về nhà thì các bác sạc pin vào cho em. Nó đang bị hết pin nhá. Sạc pin vào cho em là ok. Đó. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con tăng đơ Philips như này. Này, cầm cái này dán luôn đi. 170.000 các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ là máy đuổi chuột nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. 35.000 nhá. 35.000 cho con máy đuổi chuột như này. Đấy, con này thì chuyên để đuổi chuột các bác nhá. Các bác cắm vào điện trực tiếp cho em, điện 220 cho em, chuyên đuổi chuột, đuổi côn trùng. 35.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ gắp nóng nhá. Gắp nóng bát đĩa đấy. Cái này thì bên em bán nhiều rồi. 50.000 thì cái bộ gắp nóng bát đĩa như này. Đó, nó sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái kẹp này để các bác kẹp bát, kẹp đĩa này. Đấy. Đây, những cái đĩa các bác kẹp này cho em này. Đó, kẹp bát, kẹp đĩa này và cái này là cái gắp này. 50.000 nhá. Các bác gắp vào cái bát, cái đĩa này cho em. Đây, mô phỏng đây là cái đĩa các bác gắp này. Đấy, rất là ngon luôn, rất chắc chắn nhá. Kẹp bát, gắp bát đĩa. Các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 với cái bộ gắp bát đĩa như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ để các bác để lót ở dưới bàn kính này và cái bộ lót quai song luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho bộ gắp bát đĩa này. Găng tay lao động này, một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 một bịch, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 5 đôi. 5 đôi 40.000, 5 đôi 40.000, còn mua cả bịch 12 đôi 70.000. Giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái tỉa lông mũi. Một con tỉa lông mũi bằng cơ như này nhá. Đấy, bằng cơ như này thôi. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 30 cành thôi. Con này rất đơn giản, các bác chỉ cần đưa vào là mình tỉa thôi. Đây. Đấy, đưa vào mình tỉa này cho em. 30.000, giá rất hợp lý luôn. Con này thì nó sẽ là chống ăn nhá, chống bị ăn đứt mũi nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần sập vào cho em này là xong. 30.000. 30.000 cái tỉa lông mũi này thôi. Cây sâm thịt này. 25.000 cái cây sâm thịt như này. Đây. Ở đây nó sẽ có cái đầu inox nhọn như này và các bác sâm trực tiếp vào như này. Đấy, thì giúp cho các bác tẩm ướp gia vị rất là ngon luôn. Cây sâm thịt 30.000. 25.000 thôi. 25.000 cái cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng nhá. Cái này là cái gì? Xịt giảm đau nhá. 150.000 cái lọ xịt giảm đau như này. Con này thì rất là nhạy luôn, độ nóng của nó rất là cao. Hàng nội địa của Nhật 85ml nhá. Về nhà các bác đây, hình của nó như này các bác này. Đấy. Về nhà các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái phần bị đau nhức mỏi cho em. Rất là tiện ích luôn, đặc biệt bác nào bị đau mỏi cổ vai gáy, đau thắt lưng thì dùng cái này rất là tiện luôn. 150.000. Nước hoa khách sạn 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Các bác có thể về để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác các cái bấc này, rồi là nơ này, một lọ nước hoa rất là xinh như này. Đó, dung tích của nó thì nó vào khoảng là đi đây, nó trong lòng bàn tay này các bác này. 30.000 thôi. Rất là vừa xinh luôn. Các bác có thể dùng. Mùi thì rất là thơm. Nước hoa khách sạn 30.000 nhá. Tiếp theo thì em về được 3 loại mũ này. Cái này là bao nhiêu? Hai mẫu này thì các bác lên cho em là mũ xanh và mũ dàn di nhá. Đây, mũ này sẽ là mũ xanh này, mũ này mũ dàn di này là 65.000 một chiếc. 65.000 một chiếc. Còn ngoài ra thì có thêm con mũ đại bàng này sẽ là 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Con này thì nó dày dẫn chắc chắn hơn.
thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Còn con giàn di và con xanh này thì sẽ là 65.000. Đây. Đấy, con này sẽ là mũ xanh nhá, hàng của Mỹ này, USA Army này. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này nó sẽ là giàn di và màu xanh này sẽ là 65.000 nhá. Còn con đại bàng này sẽ là 90.000, hàng dày dẫn chắc chắn. Thắt lưng dù lỗ này, thắt lưng dù lỗ giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy, 70.000. Giá là 70.000. Tiếp theo thì đến con thắt lưng dép nhá. Con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con thắt lưng dép như này. Giá sẽ là 65.000. Thắt lưng dép con này thì giá sẽ là 65.000 nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Thắt lưng dép 65.000, hàng của Mỹ này. 1961 luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con thắt lưng đại bàng nhá. Con này thì giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. 90.000. Đó. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, USA này. Con này thì giá sẽ là 90.000. Hàng to đẹp, dày dẫn chắc chắn USA, thắt lưng đại bàng. Bác nào có tí tuổi là dùng rất là ok, rất dễ dùng nhá. Chỉ cần là đẩy vào này. Các bác đẩy vào cho em. Đó, đây, đẩy vào này, sập xuống là xong này. Rất đơn giản luôn. Chỉ cần đẩy vào sập xuống là xong, rất đơn giản nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Thắt lưng dù lỗ này. Con này là bao nhiêu? Dù lỗ này, con dù lỗ là 70.000 này. Đấy. Con đại bàng này là 90.000 này và con dép này sẽ là 65.000 này. Ngoài ra thì sẽ là con thắt lưng dù thường này. Đấy, con dù thường này thì hôm nay bên em sẽ thanh lý xả kho cho các bác, giá chỉ còn là 35.000 thôi. 35.000 cho con thắt lưng dù thường như này các bác nhá. Đấy. Giá thanh lý cho các bác luôn, 35.000 thanh lý lỗ cho bác luôn. Con này thì nó sập theo lẫy thôi. Đây, nó sẽ có cái lẫy ở cái dù này rồi. Thắt lưng cũng khá là dài, rộng và đẹp này. Các bác chỉ cần là đẩy vào cho em này là xong này. Đấy. Đẩy vào này là xong. Còn nó sẽ ăn lẫy ở đây. Đấy, tức là từng mili một luôn. Rất là tiện ích. Đó, các bác thấy không? Thích sập vào lỗ nào cũng được. Bác nào bụng to, bụng nhỏ, bụng kể cả bụng cỡ bụng 1m2, 1m3 cũng chơi được hết nhá. Đấy. Đấy, rất là dài luôn, thắt lưng dài to. Đấy, vòng bụng to cũng chơi được luôn. Con này thì lên cho em là thắt lưng dù thường nhá. Giá 35.000, thanh lý 35.000. Đó, 35.000 luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái sản phẩm, đó là cái táo đỏ của Nhật nhá. 70.000 cho một bịch táo đỏ như này. Hàng thì quả to đều đẹp nhá. Táo đỏ của Nhật 70.000. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, sắc nước uống này, hoặc là ngâm rượu. Đó. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba hũ gia vị bằng nhựa, hàng của Hiwa, liên doanh Việt Nhật nhá. Giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ba hũ gia vị như này. Có nắp, các bác chỉ cần bật lên này là xong. Bộ ba hũ gia vị 60.000. Tiếp theo thì sẽ là cái đuôi đuôi hai đầu nhá. Tức là về nhà các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi đèn cũ và xoáy cái bóng vào đây. Đó, nó sẽ là cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000, lên theo là đuôi hai đầu 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn. Đây. Con này thì giá 40.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn, gần như giá thanh lý luôn. Có cáp sạc. Đấy, đèn đeo đầu 5 bóng này, 1 2 3 4 5, siêu sáng và siêu rẻ luôn. Đó, đây, rất sáng các bác nhá, rất sáng luôn. Đó, đèn đeo đầu 5 bóng, 40 cành. Đây, có cho các bác là pin 16850 ở bên trong. Có công tắc này, đấy, tắt bật này và có cáp sạc, dây đeo đầy đủ cho bác luôn. 40 cành cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. Xịt xoang, chuyên xịt các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng mũi, các bác bị mũi lâu năm, 35.000 một lọ. Và mua 3 lọ là 100.000 nhá. Đấy, chuyên xịt xoang mũi. Đây, chuyên xịt xoang mũi cho bác luôn, 35.000 một lọ. 280.000 cho một cái hộp nhuộm tóc này. Đấy, hàng bằng thảo mộc nhá, hàng bằng thảo mộc made in Japan, hàng nội địa của Nhật. 280.000 cho một lọ thôi. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác đầy đủ luôn. Có đầu lược như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Đây, đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp lược vào xong và có cả cái bộ để cho các bác ủ yếc luôn. Đó, 280.000 nếu mà nam thì sẽ là được 5 7 đầu, còn nữ thì sẽ là được khoảng 3 4 đầu. Đó, nói chung là cũng khá là hợp lý rồi. Tính ra vào chỉ mất khoảng vài chục nghìn thôi. Rất hợp lý luôn các bác nhá.
khóa phanh đĩa các bạn này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác lắp trực tiếp vào kia phanh đĩa cho em, lắp trực tiếp vào phanh đĩa này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nhỏ gọn bằng ngón chân cái thôi nhưng mà rất tiện ích này. Đó, đây các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó. Khóa phanh đĩa nhá. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái khóa phanh đĩa như này. Con này thì tiện lắm, các bác cứ để trực tiếp vào trong cốp xe hoặc trong túi áo, túi quần. Đấy, đi xe thì mình dừng xe cái mình khóa luôn vào cho em, cực kỳ an toàn luôn. Trộm thì chỉ có khóc thét thôi nhá. Khóa phanh đĩa 40.000. Kìm vàng. Kìm vàng đa năng. Giá sẽ là 130.000 cho con kìm vàng đa năng như này. Đấy. Con này thì rất là ngon lành luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Và con này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ đây, USA các bạn này. Đấy, USA. Đó. Ở đây thì nó sẽ là tuốt dây này, bấm cốt này, cắt dây, xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn. Rất là mềm mượt luôn. Dài khoảng 20cm. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên cho em là kìm vàng đa năng 130.000. 190.000 cho con máy vắt cam này. Đấy, con máy vắt cam. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện. Có chế độ đảo chiều, đảo trước, đảo hoàng nha. Các bác nhấp bỏ thì nó sẽ giúp cho các bác là đảo chiều rất là tiện luôn. 190.000 cho một con máy vắt cam như này các bác này. Cắm trực tiếp điện 120, công suất của nó điện 220. Đây, công suất của nó là 45W, 700ml, có đảo chiều. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 thì em là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, cắm trực tiếp. Các bác nhấp như này, nhấp nhả thì nó sẽ đảo chiều. Đó. Và nó sẽ lọc cam ở trên này và nước xuống đây. Đó, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần lắp nhẹ này là ra này. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Thân máy nhá, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Hàng của Nhật thì các bác biết rồi. Con này dùng rất là ngon. Các bác dùng để vắt cam. Rất là tiện, vắt cam uống tiện lắm. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này nhá. 190 cành. Máy vắt cam 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 30 đến 35 lưỡi. Nhưng mà em cứ áng chừng là khoảng 30 lưỡi. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một 30 lưỡi, một hộp kem, một cái bàn cạo như này. Lưỡi của nó là lưỡi kép. Giá là 55.000. 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. 55k cho một cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi. Lên theo là bộ lưỡi kem 55.000, 30 lưỡi các bác dùng quanh năm cho em. Đó. Cứ mua 55.000 dùng một năm, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn ngủ các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn ngủ như này. Đây, đèn ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Và con này thì dây của nó dài khoảng tầm gần 2 mét. Ở đây thì con đèn ngủ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có cho các bác các cái chức năng khá là đa năng luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ âm xuống như này nhá, nó sẽ âm xuống thấp như này. Thì các bác kéo lên, sau đó thì mình xoáy cái gen vào cho em, xoáy cái lẫy này vào này. Đấy, nó có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy, sập cái lẫy này vào cho em là xong. Bật công tắc lên này. Đó, bật công tắc lên. Đây là công tắc đèn ngủ này. Đấy, đèn ngủ và nó sẽ có cho các bác là hai chân USB và ba chân ổ cắm luôn. 150.000 cho con đèn ngủ như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng nhá, đèn ngủ trắng. Nó màu trắng như này. Lên cho em đèn ngủ trắng 150.000, đa di năng luôn. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là ba chân cắm điện này, ba chân USB này và có công tắc ngắt này, ngắt tổng này. Và đèn ngủ thì sẽ có đổi màu luôn nhá. Đó, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. 150.000 cho một con đèn ngủ trắng như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng 150.000 các bác nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 20cm, chiều rộng thì vào khoảng 12-13cm. Đó. Cắm điện trực tiếp 220, có 3 chân USB, 3 chân ổ cắm. Đèn thì sẽ có đổi màu. Để dùng để làm đèn ngủ để đầu giường thì rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, để đầu giường rất hợp lý luôn. Các bác có thể sập xuống hoặc là đẩy lên cũng đều ok thôi. Tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đó, rồi, ok. 150.000 nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bạn này. Đấy, giả ra to rộng như này.
người từ 70-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn này, đấy, thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Rồi ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 x 116 x 98 x 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên cho em là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật, tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi, vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy, rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chấn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhìn, đây.
đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bạn này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bạn theo, lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90k cho con một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy đây. Bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá. 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá. 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này. Và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay. Treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm, rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc vào cho em nhé, tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi, về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn, lên cho là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi, về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi, về nhà các bác tự sạc vào cho em nhé. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Nên đây là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu Wi-Fi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu Wi-Fi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy, tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn Wi-Fi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh này, các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đấy, các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy, bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây này, em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em.
đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn, đây mình lại lăn tiếp này, đấy nhá, lại lăn này, lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn, đấy, bám bụi đầy luôn qua theo, thì rất là tiện luôn, rất là sạch sẽ vệ sinh nhá, giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện, sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em, sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây, cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây, khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa, con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện từ điện ắc quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắc quy, kể cả ắc quy xe máy, các bác tháo ắc quy xe máy ra, tháo cái ắc quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện điện 220 dùng để sạc. Giữ các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây, lấy dây tai bằng đèn quá này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cho bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái, còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá, 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304 dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá. Cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok. 75.000.